Phát hiện vật lạ, chàng trai nhặt phế liệu, bỏ túi, 23.000 tỷ đồng. May mắn nhất thế giới phải là anh chàng này, khi chỉ nhặt phế liệu mà bỏ túi tận 23.000 tỷ đồng. Câu chuyện của anh Chu khiến cả thế giới ngưỡng mộ, bởi số tiền ấy có thể mua được cả một công ty, có thể khiến anh dư sức sống trong nhung lụa mà không cần nghĩ ngợi. Cách đây nhiều năm, anh Chu cũng chỉ là một người nhặt phế liệu ở thành phố Trường Xuân. Một ngày nọ, anh Chu tình cờ phát hiện vật nhìn giống gốc cây vùi dưới đất. Tuy nhiên, vật này có vỏ ngoài cứng, thịt lại mềm, không giống cây gỗ, nặng gần 25 kg. Vật lạ có đường kính khoảng 30 cm, cao 40 cm, nhìn giống một gốc cây già. Trên thân có nhiều vân. Thịt cây có tính đàn hồi, cấu trúc giống như sợi nấm. Tuy ngâm trong nước lâu ngày, nhưng cây không bị thối. Anh và vợ tìm hiểu trên mạng thấy một nhà sưu tầm linh chi Thái Tuế ở Bắc Kinh và gọi điện. Hôm sau, ông này đi gần 1.000 km từ Bắc Kinh đến Thường Xuân. Xác nhận đây chính là linh chi Thái Tuế, hay còn gọi là linh chi thịt, và hỏi mua với giá gần 8.000 đô la Mỹ. Nhưng vợ chồng anh từ chối. Nhân viên bảo tàng cho biết giá của linh chi Thái Tuế trên thị trường quốc tế là 39.000 đô la Mỹ, gram. Do đó, nếu linh chi anh dư đào được là thật thì ước tính giá trị của nó lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, hơn 23.000 tỷ đồng. Vào hồi tháng 5 năm 2016, Viện Bảo tàng Linh Chi Tự nhiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cũng triển lãm một cây linh chi Thái Tuế nghìn năm. Cây linh chi đặt trong một bể kính lớn, ngâm nước khoáng. Nhân viên bảo tàng cho biết, cây này được một nông dân ở Thiểm Tây phát hiện 7 năm trước, nằm sâu 7 mét dưới lòng đất. Các chuyên gia về linh chi tự nhiên đến giám định và kết luận, đó chính là linh chi nghìn năm. Sau nhiều lần mua bán, cuối cùng, một nhà từ thiện hiến tặng bảo tàng. Linh chi Thái Tuế từ lâu được ghi nhận trong tài liệu Đông y Trung Quốc. Theo các chuyên gia của Học viện Đông y Thiên Tân, loài linh chi này chứa polysaccharid, protein, chất béo, nhiều loại axit amin cũng như các nguyên tố giàu dinh dưỡng khác, giúp cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể, điều tiết hormone estrogen, kích thích sản sinh tế bào miễn dịch. Ngoài ra, loại linh chi này đặc biệt giàu PPQ, chất có khả năng điều tiết miễn dịch, đặc biệt có khả năng phòng chống ung thư mạnh. Linh chi Thái Tuế là bảo vật nhân gian từng khiến nhiều hoàng đế điên đảo, cho quân lính đi lùng sục với giấc mơ trường sinh bất lão. Ngày nay, không ai biết liệu linh chi Thái Tuế có thực là phương thuốc trường sinh bất lão hay không. Nhưng với mức giá trên trời của bảo vật này thì có lẽ hiếm người chạm tay được vào linh chi Thái Tuế.